Con xin lỗi mẹ thật nhiều, vì con á mà mẹ bị người ta chửi thậm tệ. Bao nhiêu năm qua chưa từng biết được cảm giác trong vòng tay mẹ nó như thế nào. Nhưng giờ lại biết được trong câu từ miệt thị chửi bới của một số bạn. Thật đáng sợ. Có nhiều bạn hỏi Ngọc á, sao không quay cảnh gia đình Ngọc mà chỉ thấy có một mình. Những cái câu hỏi đó làm cho Ngọc cảm thấy nhói trong lòng. Hôm nay á, là ngày tảo mộ mẹ. Ngọc với Tía dọn dẹp và chưng bông thật là đẹp cho ngôi nhà của mẹ để mẹ ăn Tết. Ngọc á, là con duy nhất của mẹ và mẹ cũng là duy nhất của ngoại. Mẹ Ngọc mất khi Ngọc vừa tròn 5 tuổi. Ngọc sống với bà ngoại. Ngoại Ngọc á, thì bị tai biến nằm một chỗ đã 7 năm nay. Còn ông ngoại á, thì là liệt sĩ khi mới có 21 tuổi. Tía Ngọc thì ở xa, lâu lâu á, hai tía con mới gặp nhau. Thấy nhiều kênh họ quay cảnh gia đình ăn uống sum vầy mà tủi thân lắm. Tết đến lại càng tủi thân và suy nghĩ nhiều hơn nữa. Nhưng trách làm sao được. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà thì mỗi cảnh. Từ ngày làm vlog á, thì Ngọc cảm thấy vui hơn rất là nhiều vì được anh chị và các bạn bè gần xa yêu mến. Tối đến á, đọc bình luận rồi cười một mình. Những bình luận an ủi, động viên, khích lệ tinh thần, những cái góp ý để Ngọc phấn đấu tốt hơn. Bên cạnh đó, cũng có một số bình luận ban đầu á, làm cho Ngọc rất là sốc. Nhưng chú ba nói á, là mạng xã hội, nó là như vậy, nó phải như vậy, nó mới là mạng xã hội. Đừng có quan tâm và hơn thua trong mạng xã hội làm cái gì. Cứ làm tốt bản thân và kiếm thật là nhiều tiền. Vì cuộc sống này, không tiền mới là kẻ thua cuộc. Tía tía, hồi đó má mất sao tía không lấy vợ liền tía? Đẻ cho 2, 3, 4, 5 đứa gì cho nó vui tía, đẻ chứ có mình con à. Đẻ cho nhiều đủ mà. Đẻ nhiều cho nó vui. Mẹ bỏ con đi sớm quá, giờ ai cũng nói. Nói sao mẹ ở đâu mà không dạy mày. Rồi đó phải mẹ ở lại mẹ dạy con thêm vài chục năm nữa rồi mẹ hãy đi. Thôi mà mẹ cũng đừng có buồn nha mẹ. Kệ đi, bỏ qua đi.